Xin chào tất cả mọi người. Nhân dịp khai xuân đầu năm, cô xin cầu chúc cho tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc. Xu hướng đồ uống mới của năm 2022 sẽ thiên về các loại thức uống tốt cho sức khỏe, như là các loại thức uống trà khôn ru, trà hoa quả, trà thảo mộc, cà phê khôn ru, kombucha và các loại thức uống tốt cho sức khỏe khác nữa. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn pha chế một món thức uống, đó là món trà đào, nhưng tên vị sẽ lạ hơn khi được kết hợp với hoa thảo mộc, đó là atiso đỏ hay còn gọi là hoa giấm chua. Các nguyên liệu để pha chế món thức uống gồm có trà đào túi lọc, hoa atiso đỏ, và đây cô đã chuẩn bị sẵn một cái phần trà đào atiso đã được ủ sẵn. Tiếp theo sẽ là nước đường, đào miếng đã được cắt lát trang trí. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn thực hành. Đầu tiên chúng ta sẽ cần có một cái bình lắc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho phần nước trà atiso đã được ủ sẵn vào trong bình. Thì phần trà này sẽ gồm có 200ml. Tiếp theo bạn sẽ cho nước đường. Nước đường ở đây thì tùy theo độ ngọt hay lạt hay khẩu vị của từng người, để bạn có thể điều chỉnh khẩu vị từ 30 cho tới 50ml. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cho một vài viên đá vào trong bình lắc. Sau đó mình sẽ đậy nắp và lắc đều. Sau khi lắc xong thì mình sẽ đắp vào ly và trang trí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho đá vào trong ly trước, rồi sau đó rót cái phần trà đào đã được lắc vào trong ly. Sau khi cho đá vào ly, chúng ta sẽ rót phần trà đã được lắc vào ly. Nếu như thiếu đá thì các bạn sẽ có thể cho thêm đá vào. Rồi sau khi đã cho trà vào ly thì chúng ta sẽ trang trí cái phần đào đã được cắt lát vào trong ly. Sau khi trang trí xong thì chúng ta đã có thành phẩm ly trà đào atiso đỏ. Đối với món nước uống này thì mọi người có thể pha chế để bán trong quán, hoặc là pha chế cho mọi người trong gia đình uống trong dịp đầu năm mới. Khi các bạn thực hiện món thức uống này thì các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, đó là các bạn kết hợp giữa trà đào và hoa thảo mộc khô. Thì sau khi pha chế xong thì các bạn uống thì nó sẽ tốt cho sức khỏe và đẹp da hơn. Chúc các bạn thành công khi thực hiện các món thức uống này trong gia đình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.